chào quý vị và các bạn. Hightech Việt Nam xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc điện thoại Nokia 6500 Classic. Đây các bạn thấy là chiếc điện thoại được thiết kế rất là nhỏ gọn và siêu mỏng, dày chưa đến 1 cm. Đây có thể nói là một chiếc điện thoại mỏng nhất của Nokia. Máy này sử dụng màn hình tinh thể, nó khá là đẹp, màn hình rất là đẹp. Cái này các bạn có thể sử dụng ngoài nắng mà vẫn đọc được tin nhắn, không có sợ bị lóa. Bàn phím thì được làm bằng bàn phím T9 truyền thống với nút menu, với 4 chiều hướng ở đây. Bàn phím thì nó có được thêm một cái miếng kim loại ở phía trên phím như thế này, chúng ta bấm nó dễ dàng hơn. Đấy. Phần viền giữ viền bàn phím và phần viền màn hình thì nó được làm bằng kim loại có đường cắt vát, trông rất là đẹp. Đấy, logo Nokia màu bạc cũng được thiết kế rất là tinh tế ở đây. Ở phần dưới máy thì nó chỉ có một cái khe micro. Ở hai sườn máy thì nó không hề có một cái nút bấm nào, nó khá là nhẵn nhụi, rất là nhẵn. Phần trên đó là một cái giắc cắm để cắm sạc hoặc là giắc tai nghe, nó dùng chung. Giắc này là giắc micro USB. Ở phía sau, ở phần trên đó là cái camera ở giữa 2.0 megapixel, chụp hình khá là tốt. Đèn flash kép, các bạn thấy là nó có hai đèn flash ở đây, và cái loa được bố trí rất là hợp lý cùng với cái logo Nokia làm bằng kim loại nổi ở đây. Về giao diện thì máy sử dụng giao diện thân thuộc giống như là của Nokia 6300, nó khá là dễ xài và rất thích hợp với đa số người Việt Nam. Đây, chúng ta đang test thử cái camera của 6500 này, nó cũng khá là đẹp. Máy có trình nghe nhạc thì trình nghe nhạc nó cũng tương tự như các dòng cơ bản của Nokia. Ghi âm, một chỉnh âm, tức là nó có chỉnh âm các cái dòng như là rock, bass hay là jazz. Có ghi âm và nó được cài sẵn một số game rất là thú vị như là game đua xe, game rắn săn mồi 3, game Sudoku. Ở cái phần mặt trước này và cái phần mặt này thì nó là bằng kim loại nên là máy cầm rất là cứng, cầm chắc chắn. Ở phần nắp lưng thì nó là hoàn toàn bằng nhựa. Chúng ta tháo nắp là bằng cách là trượt mạnh về phía đuôi của máy. Đây, ở trong cái máy này sử dụng bộ nhớ là 1 GB bộ nhớ trong và nó không có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ hay là khe cắm SIM. Pin giờ chúng ta thử tắt nguồn và tháo cái dưới cái máy ra. Máy này sử dụng pin Nokia BL6P, chúng ta có thể dễ dàng mua ở ngoài. Ở phía trong của máy ngoài phiên bản màu đen thì máy nó còn có phiên bản màu nâu cà phê, cũng rất là đẹp. Xin cảm ơn các bạn.